Chào các bác. Giới thiệu với các bác, đây là một cái máy dò kim loại và một cái ven để đào. Thì bữa nay ra một cái đồng quê ở Bình Dương. Họ ra dò thử một cái đồng ruộng, đây là đồng ruộng. Bên này là người ta trồng đậu bắp rồi. Thì để quay đi ra thử đi tìm kiếm vàng hay là kim loại sắt thép gì đấy, nhôm đồng ấy. Thì máy này là dò độ sâu tối đa của nó là 2,5 m, độ sâu tối đa 2,5 m và dò được kim loại thì tất cả là vàng bạc sắt thép là dò hết, trừ nhựa kim cương hay là sắt đất đá là không dò được thôi đó. Thì máy này mặc dù là ghi tối đa 1,5 m nhưng mà nếu mà một cái thùng phi chẳng hạn thì nó là có thể hơn 1,5 m luôn đấy. Đó. Nhưng nếu mà một cục vàng bằng ngón tay này chẳng hạn, bằng một ngón tay xíu xíu nằm ở sâu ở khoảng 1 m là không bao giờ dò được. 1,5 m không dò được, chỉ khoảng 20 phân thôi. Đó. Sắt càng to thì nó báo càng không báo được. Sắt càng to thì nó càng báo càng dễ, tín hiệu nhận được liền. Nhưng mà sắt kim loại càng nhỏ xíu á, vàng mà nhỏ xíu là không bao giờ rò được. Em đảm bảo với các bác là dù mua cái máy khoảng 15-20 triệu thì cũng chưa chắc là rò được cái độ sâu mà khoảng 1 m, mà 1 m chẳng hạn, 2,5 m mà rò được cái vàng tí tí như hạt cám thế này, như hạt hạt ngô, hạt hạt gì đó. Thì máy này cũng vậy thôi, máy này cũng rò vàng hạt như hạt cạn hạt ngô á, là khoảng 20 phân là chỉnh hết cỡ rồi đó. Chứ còn những cái sắt thép mà to thì càng to thì càng dễ, còn sắt càng nhỏ nhận tín hiệu càng yếu. Đó. Cái máy này cho có 1.750.000 thôi. Đó. Bác nào cần thì liên hệ với em. 1.750.000. Công tiền gửi bưu điện là chắc phải 1,8 triệu mấy chục. Và bây giờ ta sẽ đi dò thử một cái. Thì nhân tiền đây là bác nào biết tiếng Trung Quốc á, thì dịch cho em phát. Đây là bảng điều khiển bằng chữ Trung Quốc. Đó. Cái này nút nguồn thì không cần phải dịch này. Cái này là cái tăng giảm này. Cái này phát hiện kim loại, nó biết phát hiện vàng thì nằm ở chỗ nào, phát hiện bạc thì chỗ nào, mà phát hiện nhôm thì chỗ nào. Đó. Có nghĩa là nó phân trừ loại, ví dụ chỉ có giò vàng, hay là chỉ có giò nhôm, hay chỉ có giò đồng, giò bạc. Rồi cái này hình như là cân bằng đúng không? Bác nào dịch cho em phát. Đó, lấy nét rồi bác nào dịch cho em phát. Và bây giờ chúng ta sẽ dò một cái ruồng này thử xem có kim loại gì. Mấy bác nông dân đang làm việc đấy, đang cắt cỏ. Tự phát coi. Nay đã sắm được cái ven nên là ta đi dò thử. Thì mình bật công tắc lên thôi. Rồi bắt đầu mình ra thử. Đây có một cái sắt, nó sẽ nằm ở một cái vị trí chính giữa này. Đây là đã phát hiện rồi, đào thử coi. Nhìn được cái gì đó rồi.
À đây rồi này, nằm đây. Có chiếu mà nó phát hiện được cái đây này. Đây là một cái sắt, nó xíu bằng que tăm mà máy phát hiện rất tốt. Rồi tiếp tục tìm kiếm tiếp, thử tiếp. Cái này có kéo ra kéo vào rất, rất. Có gì không? Mà kim nó là chắc nhỏ rồi, bỏ qua đây. Đây này, đây có cái gì này. Quyết định đào này. Đất này rất mềm, đất cát. Nằm đâu rồi? Khó làm quá. Lệch bên này chứ, đào nó sai hả? Vàng ấy. Chưa nhìn thấy. Nằm sâu rồi, sâu dưới này. Nằm năng nằm ở dưới đồ sâu này. Thấy đâu.
À, dưới này đất cát này. Ôi, dưới này cát trắng luôn. Cát này chắc xây nhà được. À, hay nhỉ, dưới này cát. Các bạn, trên này cát đen, đất với cát đen. Ngồi dưới là trắng. Máy này phát hiện rất tốt. Đây ruộng nhau hả? Hả? Chưa nghỉ hả? Tiêu đâu đấy, nhỏ quá. Nó nhỏ quá. Tìm không thấy. À đây rồi. Trời ơi. Đây đây các bác này. Đây này. Chính nó đấy. Đào nó trồi lên đây em. Đấy, giờ mới kiểm tra đây là cục gì. Coi nào, cục sắt hay cục vàng mới biết. Đây là một cục sắt. Chắc chưa được. Mấy hoa thôi. Rồi. Kho báu. Rồi. Thế thôi. Chào các bác.